360 xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn hãy nhấp vào nút chuông để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Như đã hứa với quý vị và các bạn ở video lần trước thì tôi đã quay cho quý vị và các bạn và giới thiệu cho quý vị và các bạn của con Mazda 2 sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Nhưng mà vì hôm đó là tôi quay ở tại cửa hàng, trong cửa hàng chúng tôi hôm đấy là trời, nếu như quay ở trong cửa hàng thì là nó rất là tối, nhìn nó không được rõ như ngoài trời. Hôm nay tôi sẽ đem ra ngoài trời để quay cho quý vị và các bạn xem con Mazda 2 sản xuất 2018 này. Đây là chiếc xe Mazda 2 màu trắng, chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 1.900.000 km, tức là chạy được 19.000 km rồi. Chiếc xe này còn rất là mới vì mới chạy có 19.000 km thôi. Sau đây tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây quý vị và các bạn cùng xem vào bên ngoại thất của chiếc xe đây ạ. Hôm nay tôi quay ở ngoài trời cho nên là nhìn rất là rõ, nhìn mới thấy được nó đẹp của cái xe này nó như thế nào. Chứ hôm trước là tôi quay trong nhà, ánh sáng nó không đủ để nhìn thấy được cái độ đẹp của xe. Đây là toàn bộ về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe này là sản xuất năm 2018 cho nên mới lăn bánh được 2 năm thôi, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Toàn bộ là cái lớp sơn này của nó là gần như là còn nguyên bản, là chưa phải sơn trước thì nhịn xương, chưa phải sơn rửa gì nhiều. Và biển số thì rất là đẹp, biển số là 30F09469, biển số là 09469, cho nên là biển này rất là đẹp rồi ạ. Đây là nhan của xe đã được tích hợp bên chiếc gương, chi nhan đã được tích hợp bên chiếc gương chiếu hậu đây rồi ạ. Và gương chiếu hậu thì chủ xe đã bắn bảo vệ rất là cẩn thận đấy. Nhìn từ bên ngoài thì ta cũng có thể thấy được là cái nước sơn này của nó còn rất là mới đấy. Nước sơn nó còn nguyên bản, chưa phải sơn gì nhiều cho nên là còn rất là mới ạ. Chủ xe thì rất là cẩn thận, đã bắn bảo vệ của chiếc gương này rồi ạ. Sợ mất cắp cho nên là chủ xe đã bắn mỗi một cái gương là có một cái dây cáp để bảo vệ được. Đây là cái phần đầu, phần ba đờ sốc của chiếc xe đấy. Quý vị và các bạn cùng xem, đây là cái phần ba đờ sốc của xe còn rất là đẹp ạ. Chưa có xước sát gì cả. Biển số thì rất là đẹp, 30F09469 ạ. Nếu như chị em nào mà thích 69 hay 96 thì đây là đúng gu rồi đấy ạ. Cái ba đờ sốc trước của xe này là chưa có đâm đụng hay va chạm gì cho nên là nó còn rất là mới và đẹp ạ. Chưa có phải sơn lại. Nếu sơn lại thì cái phần ba đờ sốc này nó hay bị lệch màu lắm đấy ạ. Vì cái màu trắng này sơn rất là khó. Đây là cái la răng của chiếc xe, la răng là 5 cánh, 5 trái hình trái tim ghép lại thành cái la răng này. Và la răng này, cái bộ lốp này là nó mới chạy có 1.9 thôi cho nên lốp còn rất là dày. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc chạy thôi, còn lâu mới phải thay lốp. Mazda đã cải tiến về cái động cơ rất là nhiều cho nên là cái động cơ của Mazda bây giờ đi là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Quý vị và các bạn có biết được không, nếu như chiếc xe này là động cơ 1.5 mà chạy đường trường nó chỉ hơn 4 lít xăng thôi, và chạy đường phố thì nó là hơn 7 lít, còn nếu mà tính đường trung bình thì nó khoảng hơn 5 lít thôi. Ở Hà Nội này thì ít chứ ở Sài Gòn thì rất là nhiều người đã mua chiếc xe Mazda 2 này để chạy dịch vụ đấy ạ. Vì là nó quá tiết kiệm nhiên liệu, vừa sang trọng vừa lịch sự mà đi lại tiết kiệm nhiên liệu và đi số tự động rất là nhàn mà tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ bằng số sàn của số xe thôi ạ. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem lại cái khoang nội thất này. Bây giờ tôi sẽ quay về khoang nội thất, từng cái tab bi cửa, từng cái chi tiết cạnh cửa đây. Đây là cái bậc cửa còn nguyên của bản của xe đấy. Bậc cửa này là bậc cửa inox chống xước cho xe. Và chiếc xe này thì chủ xe vừa mua về thì chủ xe lại bọc ngay một lớp áo ghế màu nâu. Vì chủ xe thích cái màu nâu này cho nên đã khoác lên một cái bộ áo ghế màu nâu cho chiếc xe này, cho nên là cái ghế nguyên bản của xe còn đang rất là mới và đẹp. Chiếc xe đã tích hợp toàn bộ về chống trơn trượt này, chế độ iTop để tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Và nâng chỉnh đèn pha được tích hợp hết ở đây ạ. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển này. Vì bên lăn bánh nó có 1.9 thôi nên chiếc vô lăng này còn đang rất là đẹp. Toàn bộ vô lăng cần số này còn đẹp. Đấy, rất là nhiều người ở trong Sài Gòn là mua những chiếc xe Mazda 2 này để chạy dịch vụ đấy.
vừa sang trọng vừa chạy rất là nhàn với số tự động. Mà chạy rất là nhàn trong khi đó tiết kiệm nhiên liệu cũng chỉ bằng những cái con số sàn của những xe khác cùng phân khúc thôi. Ở Hà Nội này thì rất là ít ạ. Không mấy người bỏ tiền mua Mazda này để chạy dịch vụ vì là mọi người cứ nghĩ rằng nó là số tự động, nó là tốn xăng, nhưng không phải đâu ạ. Mazda đã cải tiến về động cơ rất là nhiều, nên động cơ của Mazda bây giờ có thể nói tiết kiệm nhiên liệu rất là nhất so với các xe cùng phân khúc đấy ạ. Đây là cái phần ghế sau. Đây là cái xe tư nhân dùng cho nên là không phải chạy dịch vụ, nhưng cái phần ghế sau này cũng rất là mới đấy. Và ghế sau này thì chủ xe cũng ốp thêm một cái lớp áo ghế màu nâu, cho nên là ghế nguyên bản của xe thì còn rất mới và đẹp. Cái bậc cửa cũng là bậc inox chống xước, nếu như có dẫm chân lên đây thì nó cũng đỡ bị xước đi so với cái phần bậc cửa bằng nhựa của xe. Chủ xe rất là cẩn thận đã ốp lên toàn bộ cái nội thất này một cái bộ áo ghế màu nâu, cho nên là cái nội thất của xe này thì còn nguyên bản. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn từng cánh cửa, từng cái hèm cửa, từng cái chỉ của xe, từng cái bậc cửa hay là ốc cửa, ốc bản lề, rồi khóa, cho nên ta thấy được là cái xe này nó còn nguyên bản như thế nào. Kể cả là cái trần này, trần cũng còn đang rất là mới. Ghế da đây, ghế da nguyên bản của theo xe, nếu như bỏ cái lớp áo ghế này ra thì gần như là còn mới. Trần rất là sạch sẽ chỉ vì là tư nhân sử dụng thôi chứ không phải là chạy dịch vụ gì cả. Đây là một bạn nữ sử dụng chiếc xe này, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chủ xe là nữ sử dụng này. Đây là cái cánh cửa trước bên phụ, tôi cũng quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem này. Nếu như quý vị và các bạn mà có quan tâm chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu quý vị và các bạn có qua xem xe thì xin quý vị và các bạn qua địa chỉ là 16 Tố Hữu ạ. 16 Tố Hữu ở cửa hàng chúng tôi, nó thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là chiếc tì tay của xe, đây là cái phần này là phần chủ xe lắp thêm thôi, đó là cái hộc tì tay, dưới có thể để đồ và lái xe có thể tì tay để cho đỡ mỏi tay. Đây là cái phần táp lô của xe. Táp lô cũng còn đang rất là mới và đẹp ạ. Mazda đã thiết kế cái cho xe Mazda 2 này là cái táp lô rất là đẹp ạ. Khâu da, từng chi tiết khâu da chỉ đỏ vừa đẹp vừa nổi ạ. Tôi sẽ quay lại cho quý vị và bạn xem cái đồng hồ của xe đây ạ. Đồng hồ của xe chạy 1.9 rồi ạ. Vô lăng thì được tích hợp các phím điều khiển ạ. Vô lăng được tích hợp các phím điều khiển rất là đẹp ạ. Đồng hồ thì chạy chuẩn 1.9 ạ. 19.214 km ạ. Đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện, nó có thể hiển thị radio FM hoặc là quý vị các bạn xem đĩa. Điều hòa thì tự động rồi ạ. Điều hòa tự động ở dưới cái điều hòa này đó là cái phần đầu DVD, đầu DVD được thiết kế ở dưới cái phần điều hòa này. Xe được trang bị khóa thông minh, khởi động bằng nút start tốt rồi đấy. Nội thất của xe này còn rất là mới và đẹp. Chủ xe chạy có 1.9 thôi, cho nên là nội thất các thứ này tất cả còn gần như là xe mới. Nếu như quý vị và bạn quan tâm chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 0905 608 883 để được tư vấn. Đây là chiếc cốp của xe, vì là phụ nữ sử dụng xe nên là thường là không có đồ đạc gì đạc cả. Tôi quay lại chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem từ những cái nắp cốp sau này, keo chỉ của nắp cốp sau này là còn nguyên và zin. Tất cả là keo chỉ của cái nắp cốp sau này còn nguyên và zin, cho nên là đều là chứng tỏ là chiếc xe này chưa đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là cái cốp sau này nó mới còn nguyên được như vậy. Trong cái phần cốp này thì phần nhựa cũng không mấy cái để đồ, cho nên là còn mới đẹp lắm ạ. Chứ nhiều xe chở đồ chở nhiều thì là nó xước xát hết cả ra rồi, cho nên là cái xe này thì không có để đồ, cho nên là phần nhựa rồi thì phần nỉ này còn đang rất là mới, và chủ xe đã lót thêm một cái nhựa để trải vào cái cốp này để nếu như có để đồ thì là nó không ảnh hưởng gì đến dưới.
tôi sẽ lật cái những cái lốp về đây cho quý vị các bạn cùng xem. Đây đây là chiếc lốp sơ cua của xe. Lốp sơ cua thì chưa hạ một lần nào cho nên là lốp còn rất là mới, còn nguyên vạch sơn đây ạ. Quý vị các bạn có thể ý xem rõ vạch sơn xanh của cái lốp này. Điều này là lốp sơ cua chưa hạ, chưa sử dụng lần nào ạ. Cái lốp này còn rất mới. Lốp sơ cua còn đang rất là mới, chưa sử dụng một lần nào. Biển số xe thì rất đẹp là 30F09469 và chiếc xe này đã được tích hợp chiếc camera lùi. Camera lùi của xe đây ạ. Quan trọng nhất vẫn là cái động cơ của xe. Động cơ của xe này đã được trang bị động cơ 1.5 lít, động cơ siêu tiết kiệm nhiên liệu ạ. Cái này quý vị và các bạn đi rồi quý vị các bạn sẽ biết ạ. Nếu như ở chạy ở đường trường thì là chiếc xe này chỉ chạy có hết hơn 4 lít xăng, tôi thật không thể tin nổi. Nhưng mà tôi đã chạy thử và trải nghiệm rồi, tiết kiệm thật ạ. Và tôi quay lại vẫn là quay chi tiết về cái phần nắp capo cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Toàn bộ về phần ốc capo, keo chỉ của capo còn nguyên. Thì điều này chứng tỏ cho quý vị các bạn thấy là chiếc xe này chưa đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên ạ. Từ ốc capo cho đến ốc giảm sóc, rồi thì ốc xương tai, xương đầu, ốc tai, tất cả này còn nguyên. Còn máy móc tôi sẽ quay trực tiếp vào từng cái chi tiết của cái máy móc cho quý vị các bạn cùng xem để thấy được rằng là tất cả về cái phần khoang máy này đều nguyên bản, từ cái ốc giảm sóc này, ốc đầu của xe này, ốc xương đầu của xe này, tất cả về cái ốc xương đầu này còn nguyên bản hết này. Ốc tai xe, ốc tai của xe này, ốc giảm sóc của xe này, toàn bộ về cái phần ốc mặt máy này, ốc mặt máy cho đến ốc chân máy, tất cả từ những cái ốc mặt máy cho đến ốc chân máy, nói chung là tất cả các ốc ở trong cái khoang động cơ này là còn nguyên, chưa có một vết tháo nào cả. Toàn những cái dấu chấm sơn của từng cái ốc này là dấu chấm sơn này do nhà sản xuất lắp ráp người ta đánh dấu, còn nguyên bản hết ạ. Tất cả còn nguyên bản hết. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này có chưa có đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả. Nếu như quý vị và bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline ô tô 360 chúng tôi là 0905608883 để được tư vấn. Nếu như quý vị và các bạn có muốn đến xem trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Xin quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật lên trên kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.